Quá rẻ cho một căn nhà ngang năm dài 20 nằm ngay chợ Bình Chánh, một trệt một lầu ngang năm dài 20 hướng đông bắc, sổ hồng riêng, hỗ trợ vay ngân hàng, xe hơi đậu trong nhà luôn. Rất tuyệt vời cho căn nhà này, hãy theo dõi hết video để thấy được căn nhà tuyệt vời này nha. Đây là một căn nhà ngang năm dài 20 hướng đông bắc, một trệt một lầu, một phòng ngủ dưới đất và ba phòng ngủ ở trên, có sân đậu xe hơi, xe 7 chỗ đậu được luôn nha. Căn nhà rất tuyệt vời, bên Huy vừa hoàn thiện vừa xây dựng xong một căn nhà ngang năm dài 20 mẫu mới nhất 2023. Tuyệt vời luôn quý vị nha. Thấy tuyệt vời thì hãy lưu lại video này. Căn nhà ngang năm dài 20, một phòng ngủ dưới đất nè, dành cho người lớn tuổi, những anh chị nào có người lớn tuổi thì thích hợp nha. Căn này phòng ngủ dưới đất dành cho người lớn tuổi rất tuyệt vời. Ở phía sau căn phòng ngủ này sẽ là khu vực bếp và sân sau để làm sân phơi cũng như là lối thoát hiểm cho chúng ta luôn nha. Một căn nhà rất tuyệt vời, đây là khu vực bếp rất rộng rãi và đẹp lung linh luôn. Sau bếp sẽ là khu vực sân sau làm sân phơi này, giếng trời này, và nhà vệ sinh cũng được đặt ra phía sau để cho sạch sẽ và riêng tư, rất tuyệt vời. Giá thì sẽ báo ở cuối video, hãy theo dõi hết video trước khi gọi điện cho Huy nha. Một căn nhà tuyệt vời đáng để chúng ta lưu lại video này. Ngay chợ Bình Chánh hướng đông bắc nha. Đây là lầu 1 của căn nhà. Trên lầu 1 này sẽ có một phòng ngủ master và hai phòng còn lại sẽ dùng nhà vệ sinh chung. Đây là phòng ngủ đầu tiên trên cầu thang đi lên nè quý vị nha. Phòng ngủ này rộng khoảng 12 mét vuông, làm rất là thông thoáng và đi sẵn tất cả các dây điện, dây máy lạnh cho chúng ta rồi. Nhà vệ sinh này được đặt ở bên ngoài để dùng chung cho hai phòng ngủ. Phía trong bên Huy sẽ làm một cái phòng ngủ master, phòng ngủ này là phòng ngủ chính, có nhà vệ sinh bên trong luôn. Đây là phòng ngủ chính được đặt ra phía sau và bên Huy đã làm nhà vệ sinh rồi. Cửa sổ thì bên Huy làm cũng rất nhiều, rất thoáng nha. Tất cả các cửa ở đây thì làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực cao cấp luôn. Một căn nhà rất là thoáng. Đường trước nhà là đường 6m, xe hơi ra vào thoải mái và đường thông nha. Đây là phòng ngủ đằng trước. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ này, phòng chơi này, làm phòng gì cũng được. Một cái phòng rất tuyệt vời. Giá đầy đủ là 2 tỷ 750 cho giá đầy đủ căn nhà này. Hãy liên hệ với bên Huy để được đi xem nhà ngay chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh đúng một cây số thôi, tiện buôn bán đường thông, nhà rất rất đẹp. Hãy đăng ký video để tránh bỏ lỡ những căn nhà sắp tới nha. Đăng ký video hoàn toàn miễn phí, đăng ký và follow dùm Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn vào nút follow kênh để thường xuyên cập nhật những căn nhà giá rẻ hàng ngày từ kênh Sài Gòn House nha. Nhà giá rẻ Sài Gòn House chuyên cập nhật những căn nhà giá rẻ, những lô đất ngộp ngân hàng giá chỉ vài trăm triệu cũng có. Hãy đăng ký kênh, follow kênh để tránh bỏ lỡ những hàng hot, hàng hời sắp tới nha.